Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại chỗ khu vực của nhà em Pó Hai Con ở Phú Mỹ. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì nhà em Pó đã lập xong mái nhà rồi. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì là cũng là một cái tiết mục là nhà em Pó là chuẩn bị là nấu cơm để có thể là vào nhà mới, để có thể mời tất cả bà con lối xóm đến giúp chỗ nhà em Pó Hai Con để có thể là lập được cái mái nhà ở cái khu vực Phú Mỹ này. Linh cũng là thực sự xin chân thành cảm ơn cô chú Hạnh Phấn rất là nhiều đã tài trợ cho đến gia đình của nhà em Pó Hai Con ở Phú Mỹ để có thể xây được căn nhà mơ ước mà gia đình nhà em rất là vất vả ở trong cái khu vực này. Hiện tại thì bà con hàng xóm là sau khi lập mái xong thì họ cũng tập trung về đây để có thể là giúp nhà em Pó để nấu cơm, mổ lợn. Thì chỗ nhà em Pó thì có một con lợn ở trong chuồng duy nhất, nhưng mà hiện tại thì gia đình cũng không còn cái gì cả, chỉ còn mỗi con lợn đó để có thể mời bà con là tiếp đãi bà con đây. Đấy, sau khi là bà con là lập mái xong là bắt đầu là mời chén rượu đấy. Mỗi người mời chén nhau. Đấy, mẻ mé thì đã chuẩn bị xong hết rồi các bác nhé. Rau riếc là hình như là đã luộc xong hết rồi. Chưa luộc, mới mẻ mé thôi. Ở bên này thì là có bác ở đang xào cái lòng đây. Các bác xem. Chào bác nhá. Bác xào cái lòng đấy à? Xào tí thái cho dễ nhở. Mọi người là cũng mổ lợn nhanh đấy. Khói quá. Thế là mổ duy nhất con lợn trong chuồng thôi à? Vâng. Ôi giời, thôi không có tiền mua thức ăn thì mổ luôn. Thì bây giờ cả đời mình biết làm nhiều mấy một lần mà đúng không? Đúng rồi. Thôi mổ đấy cũng được. Đây hiện tại là các anh là đang thái thịt rồi các bác. Đó. Tí nữa là làm món gì đấy anh Sử? Cái này chắc là tổng hợp thôi á. Tổng hợp hết à? Có xào giết gì không? Xào lòng gan. Lòng gan à? Bà con đây thì chắc chỉ có làm thắng cố các bác, tổng hợp á. Món đảo mẻ mén rồi các bác ạ. Mẻ mén hôm nay phải mấy nồi cơ. Nóng hổi quá. Cái mẻ mén là một trong những top 100 những món ngon, ăn ngon nhất ở Việt Nam. Hai chị là nhà ở đây hay là nhà ở tắt ngà sang ấy? Ở xa. Ở xa ở chỗ nào? Ui ôi, ở trên kia làm gì xa? Gần thôi. Tưởng là ở tắt ngà sang. Nóng hổi, nóng hổi, ui ôi. Mén nha các bác kia. Các bác nào lúc nào mà muốn lên vùng cao, muốn là trải nghiệm làm mẻ mén hay thưởng thức làm mẻ mén tẩu chúa thì các bác có thể liên hệ qua kênh của Mỹ Linh nhá. Con lợn này như kiểu lợn rừng luôn nhờ. Nhìn mũi dài luôn. Chú kia đang chê hỏi là con lợn này là lợn rừng này, nó hôm nay nó chạy từ trên rừng xuống và bắt là thịt luôn. Đấy. Mình đang lọc đây là đang đồ lần hai nhá các bác nhá. Đồ lần hai ra xong mình lại làm cái này xong rồi lại tiếp tục mang vào đồ tiếp thì cái công đoạn nó sẽ xong và lúc đó là mẻ mé sẽ chín. Đây một nồi tổng hợp luôn.
bà con ở trong trên vùng cao ấy các bác, thì thực sự là họ ăn uống họ rất là đơn giản, đó. Chủ yếu là luộc là nhiều. Đấy, bắt đầu là cho mình ném vào đấy. Củi nhà em Pó thì thoải mái đốt luôn. Đây là bố của em Pó. Đấy, lửa nó cứ phải mạnh mạnh như này. Cái này là xào hay làm tiết canh đấy? Canh. Làm tiết canh à? Đang băm làm tiết canh nha các bác. Mỗi người thử một tí thôi, thử một tí thôi. Đấy, dùng phổi ấy để làm thức canh các bạn, bà con hay tận dụng ấy. Lúc nãy tưởng làm cái canh đắng đi à. Như ở trong khu vực Hoa Mặc Đá thì họ hay dùng mật họ làm canh đắng. Các bạn lại đổ thêm mẻ mẻ mén thứ hai. Mà mong chị trâu đó. À, mẹ không đủ để làm tiếp các bác. Nhưng mà không có bếp thì sao? Lòng già này tí xào với dưa anh Sử? Nhà như nhà em Pó là có dưa, rau dưa mà. Nhà ướt quá mọi người là đang lấy này để cho nó khô ấy. Còn bột đá không, lấy bột đá giải không, mấy hôm nữa quét sau cũng được. Thế mọi người là đang chuẩn bị làm tẩu chúa. Làm tổng chúa các bạn. Chắc phải đã. Không, cái này là phải cho thêm tí nước ấy chị. Không, tí nữa thả nó ra xong hắn trống lắm. Không, vâng. Thì nó rất khổ. Tạm ảnh hết bao cho đây nha. Thank you.
đang là thái dạ dày. Với cái đấy là tí là xào hết đúng không? Nhiều món này. Có nghe mổ con lợn thì tận dụng hết tất cả nội tạng này, thịt này, xương thì mọi người làm tổng hợp luôn. Thế như là nguyên con lợn nào cũng là tổng hợp hết luôn hay sao ấy? Thắng cố luôn. Còn lòng với cả nội tạng thì là dùng để xào dưa với cả xào mấy món là lòng linh tinh. Đang thái dưa đúng không? Cái này là bóp với nước rồi đúng không? Hôm nay người là ẩm thực thôi. Nhà thì lập mái xong rồi, bây giờ mọi người đang về nấu cơm để chuẩn bị vào nhà mới nhà em có. Tí có làm tiết canh không? Vẫn làm đúng không? Ừ. Mỹ lửa hôm nay là lại vào bếp các bác nhé, xào lòng, lòng xào dưa. Nóng nhỉ? Sau này là băm ra xong tí nữa là làm tẩu chúa nha các bác nhé. Trong này thì mọi người bắt đầu là làm tiếp canh. Sì, im gì mà chưa đâu. Làm tí phong tục nhá. À. Làm tí phong tục rồi để vào nhà mới nha các bác nhá. Nấu rồi, sắp được rồi các bác. Đang xào lòng kìa. Sôi chưa? Ui, sôi sùng sục rồi các bác ơi. Tổng hợp nhá. Nóng, cháy ra nhá. Tẩu chúa. Đấy, đánh chiếc canh các bác. Chơi bắt tô thôi, tí mới mầm ô, một ô. Đánh vài bát không cần nhân được. Hiện tại bây giờ chỗ nhà em phó là bây giờ đang bắt đầu là làm bàn thờ nhé các bác nhé. Các cụ đến là giúp nhà em phó là bàn thờ. Đang chuẩn bị đây. Bây giờ bắt đầu là làm phong tục ấy. Chào anh,
Như là phó là không có cái bàn thờ đấy à? À không có. Có thì như kiểu ăn tết thì có. Không hiểu các bác đang làm gì. Kiểu họ đang làm hiểu biểu tượng giống như hiểu một người là ngoài là nghe là nói là có nhà mới ở đây thì người ta đến hỏi nhá. Phải là có tí rượu để có thể là tiếp những người ở ngoài người ta đến để người ta biết là mình có nhà mới. Đây thì có một bác thì đang cúng nguồn đây. Đây đang gọi các ông bà các cụ của tổ tiên về nhé. Đây hai vợ chồng về nhận nhà đấy. Mình không hiểu món này mới. Đang làm lễ, mỗi người làm của riêng mình. Đâu có về anh hỏi tí à? Đâu về giải thích tí cho các bác hiểu nè. Thế vừa rồi là lễ là nói kiểu gì? Lễ là cứ nói như kiểu mình là cái váy đỏ kia. À. Cái váy đỏ kia là mình như kiểu mình phá nhà thì hỏng thì mình còn sửa lại ấy. À. Còn sửa lại để nó nhà nó còn như người ta bảo là ở cùng với mình ấy. À. Không có cái váy đỏ thì nó không chê được như kiểu người ta bảo là nó dối như kiểu không chê được ma ấy. À, như kiểu các kiểu như thế. Thế còn hai bác ở ngoài cửa kia là tượng trưng cái gì? Là tượng trưng như kiểu là ma quỷ ở ngoài đến hỏi thôi đúng không? Đúng rồi. Hỏi xem có phải là nhà của mình không đúng không? Đúng rồi. Thì nó cứ bảo như thế. Xong mình có một tí lễ cho nó là được. Có một tí lễ cho nó mới chấp nhận mình. À, nó mới chấp nhận mình là đến khu này sống đúng không? Đúng rồi, mình làm nhà thì mình phá, nó cũng có chỗ ở chỗ bảo vệ nhà mình ấy. Rồi thế hiểu rồi. Đó các bác thì mỗi dân tộc thì đều có một phong tục tập quán riêng, có nét văn hóa riêng thì mong là các bác cũng thông cảm. Đó, đây là một cái nét văn hóa cũng đang cần được giữ gìn. Dần dần là những cái phong tục này nếu mà theo cái chiều hướng phát triển thì những phong tục như thế này nó sẽ mất dần. Đấy, bắt đầu hát giao duyên cầm gậy. Chúa cha lo chế nó chính ta biết chỗ là nó chỉ cho lo chúa nghĩa gì đó.
Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người phải thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này. Video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó. Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Bắt đầu là múc thịt với đậu ra các bác. Lòng gan xào ơi. Hôm nay anh Sử làm đầu bếp ấy. Đầu bếp chính. Chỉ còn nhiều quá. Đậu. Ô vừa thấy uống mấy chén rượu đã về đi ăn mì tôm rồi à? Đói quá. Đói quá. Ôi dồi. Từ sáng giờ các bác, hiện tại Linh còn chưa được ăn bát mì nào. Bây giờ là đang là 1 giờ rồi. Đó, đến đây từ lúc 7 giờ sáng. Đấy, bây giờ là đến là tiết mục pha chẩm chéo các bác. Chẩm chéo Tây Bắc nha các bác nha. Các bác mà muốn mua chẩm chéo Mỹ Linh thì các bác có thể liên hệ qua kênh của Mỹ Linh nha các bác nha. Chẩm chéo thần thánh trên kênh Thảo Mỹ Linh đây. Mua 2 thì mua 2 thì miễn ship, mua 3 thì tặng 1 nha các bác nha. Chẩm chéo đi, đũa thôi. Đấy, rất là dài các bác. Để chẩm chéo. Chói đi. Úi giời. Các bác nhớ mua chẩm chéo ủng hộ Mỹ Linh để có kinh phí đi bản nha các bác nhá. Tại vì trong bản cũng không có gì chấm cả. Các bác nhớ mua đặc sản Tây Bắc để có thể ủng hộ Mỹ Linh như thịt ba chỉ, mật ong, chẩm chéo hay là những củ cải khô đó. Không biết là có bác con không nhỉ? Anh Sử có bác con không? Hôm nay mấy mâm ấy anh Sử? À,
bảy mâm cho bảy cái bát làm chẩm chéo ấy. À cho vào nước chấm ấy. Đấy. Để nạp thêm ít nước, ít thêm một ít nước vào. Này đặt chẩm chéo một thứ, nó hơi đặt đấy. Ui xùi, cái này mà chấm nhỉ? Hết sẩy rồi này nhỉ? Quá ngon luôn. Thơm quá. Mâm nhìn nhìn mà. Đấy, chia đều 7 bát cho bà con chấm. Chia đều 7 bát là có hơi... Cái này phải hơn chục bát. Chia đều ra 7 bát cho nó đầy đầy bà con chấm nó ngập tí. Có một loại cây vừa và loại rất cay. Cây loại rất cay thì mình chỉ cần pha một tí cũng được. Đây là loại cây vừa. Cây vừa. Đấy, vừa đủ luôn đấy. Các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại trên màn hình nhé. Thì số là 0387761631. Có cái mã như thế này. Cái mã QR là cái Zalo shop của Mỹ Linh đó. Các bác nhớ ủng hộ nhé. Ấy. Mang đồ ăn đi vào nhà nhá các bác nhá. Cẩn thận nhá. Một cái là cả đống là mất ăn luôn đấy. Đồ mất cả công cả buổi sáng nó. Nhìn đá nhá. Bảy mâm như em ơi. Cháu có bàn chưa? 7 mâm. 7 mâm, 8 mâm. Ý là trong đấy có bàn chưa? Đi mang bàn đi em ơi. Đấy, một chậm chậm nữa nhá. Mất ăn luôn đấy. Này không đủ vào ấy. Vào được, thoải mái đi. Vừa khít luôn, vừa khít luôn. Đấy, cứ để trong góc kìa. Thế bây giờ là chuẩn bị ngồi nhá các bác nhá. Đang múc mẻ mén rồi. Đó, các món thì đã được bày lên bàn. Đấy, trẻ con thì đói quá ăn trước đấy các bác. Đợi lâu quá nhờ, đói rồi đấy nhờ. Các bác thấy trẻ con vùng cao tự ăn không ai bón này. Đấy. Ngon quá. Cái kia. Cái này không ăn gì à? À đấy đứa út. Ủa, cơm này. May là có cái món chẩm chéo của mình ấy, để cho bà con để chấm. Không thì bà con ở đây đều ăn gọi là rất ít khi có nước chấm các bác. Bây giờ là mâm trên này là mâm dành cho người lớn tuổi. Các tiền bối vào ngồi. Các chị em khả năng là sẽ ngồi ở phía bên kia. Rất là đông các bác nhé. Đấy là bà con là có người là mang rượu đến các bác. Và ngoài rượu với cả tiền nữa. Ông xem rồi, ghi được sổ bao nhiêu tiền rồi. Ở đây đi, đi nhìn phát rồi. Ủa đây, mỗi người toàn 100 với 200 nữa các bác.
Đưa anh Sử ngồi đi. Đưa anh. Ừ. Ngồi đi, ngồi đi. Em quay mọi người một tí đã. Ngồi đi. Vâng. Anh ngồi đây à? Ngồi bên này. Mâm bên này dùng đi, còn làm gì nữa, nếu như tỏ dứa à? Đủ người thì cứ ngồi đi. À, đang thiếu chén uống rượu đúng không? Đang thiếu chén uống rượu. Bên này là hai mâm nữa các bạn. Một mâm bên này. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mâm nữa các bạn, 7 mâm. Ê, chị Gớm ngồi đây này. Đây đội đây đội mâm các cụ các bác. Đấy, trời sáng hơn một chút rồi. Hôm nay là cũng là một ngày rất là vui. Linh cũng xin chân thành cảm ơn cô chú Hạnh Phấn rất là nhiều và tất cả quý khán giả trên kênh Thám Mê Linh đã đồng hành và ủng hộ cho em Pó Hai Con Phú Mì hiện tại đã có được căn nhà mơ ước của mình. Bây giờ là đang là trong cái quá trình là chuẩn bị ăn cơm cùng với gia đình em Pó và tất cả bà con láng giềng đến giúp đỡ gia đình em Pó trong cái buổi ngày hôm nay để có thể là cho gia đình em có một ngôi nhà khang trang hơn, không còn bị mưa dột hay là như cái vụ đợt trước là gà là ở trên mái nhà là rơi hết xuống các bác. Đây, bây giờ các anh em đang ngồi đây này. Rót rượu đây, anh em rót rượu đây. Không uống à? Đang vội nong rượu các bác. Cái món thì có lòng xào dưa này, đậu này, bát thức canh này, với cả ít thịt thắng cố tổng hợp mèn mén, đậu phụ thôi. Hôm nay mời bà con. Mấy anh em hàng xóm. Ờ, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ôi, cảm ơn mấy nhà các anh thợ nhá. Giúp nhà em Pó xây nhà. Ôi, cảm ơn nhá. Mời các bác. Đấy, ngồi đấy luôn, ngồi đấy luôn. Ôi, chúc mừng Pó nhá. Hôm nay là em cứ uống thoải mái đi. Say thì thôi thôi. Nhà mới rồi. Đấy, các bác ai chúc mừng em Pó rồi. Nhà mới rồi. Mời. Mời em đấy. Thế mời cả các cô, các bác, các chú anh chị đấy. Mời cả cô chú Thế được cháu. Cô chú Hạnh Phấn hỗ trợ có vui không? Có đấy, rất là vui, được một ngôi nhà rất là tốt, rất là các cô chú Hạnh Phấn ở Úc rất là nhiều. Hôm nay cứ mời anh em bạn bè là ngôi nhà rất là tốt, rất là vui. Mời cả anh em. Hôm nay cứ thoải mái đi, đi mời khách làng xóm đến chung vui. Ăn đi. Đấy, thử chập chéo đây kìa. Đó, ăn đi, ăn đi. Làm ly đi anh. Các bác. Món là lòng, lòng xào dưa rồi kia là có cả lòng xào dưa luôn. Mời cả các bác, các chú, anh chị với cả các chú này với từng cháu. Ăn đi em. Tổng là 7 mâm đấy nhỉ? Tổng là chắc là 7 mâm. Trong nhà là 5 mâm các bác. Đúng rồi. Đông rồi các bác ơi.
Chúc mừng em Pó. Một câu cụ ấy. Bên này vẫn còn chưa ngồi kìa. À, đợi xử ngồi đây à? À, đi qua giao lưu sau. Ôi, cái video của Linh chắc cũng là đến đây kết thúc rồi. Cũng là rất là cảm ơn quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ, đặc biệt là cô chú Hạnh Phấn đã ủng hộ chỗ gia đình của nhà em có hai con ở Phú Mì, một chiếc nhà rất là đẹp và khang trang. Một hai hôm nữa thì Linh sẽ tiếp tục vào đây để có thể là tổng kết và thanh toán cái tiền nhà của em có hai con ở khu vực Phú Mì cho tất cả quý cô bác và quý khán giả trên kênh của Thành Linh. Mình Linh biết là video ở Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Thảo Mỹ Linh ngày một phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo nha. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá, gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của Thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.